Tết Nguyên đán ở quê mình ngoài bánh chưng gù ra thì còn có một loại bánh cổ truyền nữa, đấy chính là bánh giò. Làm bánh này thì không thể thiếu tro sạch rồi, chỉ có một số loại gỗ mới lấy tro để làm bánh thôi. Nước tro thì sẽ được ngâm cùng với một số loại như thân cây nhót, vỏ của cây dâu tằm, vỏ của cây gạo, vỏ của cây mít, rễ dương sỉ. Củ này tên tiếng phổ thông là gì thì mình không biết, mình chỉ biết thuộc họ gừng thôi. Còn củ này thì thuộc họ giấy, còn có cả củ của cây sa nhân. Rất là thơm này. Bông chít này một thời gian nữa người ta sẽ thu để làm chổi, còn bây giờ mình sẽ lấy lá này để làm bánh. Tại sao là chít dùng để gói bánh giò thì mình không biết, vì từ nhiều đời nay đã thế rồi, truyền thống của mỗi nơi là khác nhau. Nhiều nơi sẽ ăn bánh giò vào dịp Tết Đoan Ngọ chứ không phải dịp Tết Nguyên đán như nhà mình. Ngoài ra, nếu như cho thêm vỏ của cây đào hoặc là mận thì bánh sẽ có màu đậm hơn. Tất cả các loại rễ thân vỏ sẽ được cho vào cùng với nước tro, vừa lọc nước tro vừa ngâm luôn. Còn lá chít thì phải luộc lên để khi gói bánh không bị rách. Nước tro được lọc qua nhiều lớp từ từ cùng với các loại như trên cuối cùng cho ra màu như thế này. Thời tiết trở mặt nhanh ghê gớm. Lúc chuẩn bị nước tro thì trời vẫn ấm mà vừa ngâm gạo qua đêm, đến lúc vớt gạo ra thì trời đã lạnh tê tái rồi. Bánh có thể gói lá dong ở ngoài hoặc là không. Mình thì hay gói hai lá chít chập vào nhau vì dễ làm hơn. Đen 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 xong rồi này, mang vào nồi luộc thôi. Thường thì nhà mình sẽ luộc từ 8 đến 10 tiếng. Bánh này chấm với mật mía, mật ong. Mình thì hay đun đường phên lên cũng giống như mật mía thôi. Đến tận mấy hôm sau thì mới có thời gian ăn bánh. Lúc ra lò thì còn mềm hơn thế này cơ. Mong rằng cả năm sẽ ngọt ngào như bánh giò chấm nước đường này. Mời cả nhà nha.